God of War Ragnarok là siêu phẩm nhận được trông đợi vô cùng to lớn kể từ sau thành công vang dội của phiên bản hồi năm 2018. Bên cạnh các vấn đề đã xử lý xong ở phần trước, những rắc rối mới cũng nảy sinh khi hai cha con phát hiện ra lời tiên tri của tộc người khổng lồ về Ragnarok cùng cái chết không thể tránh khỏi của Kratos. Bên cạnh đó, những ân oán sau cái chết của Baldr vẫn tiếp tục đeo đuổi họ cho đến thời điểm hiện tại. Hành trình tương lai của cả hai rồi sẽ ra sao? Atreus phải chấp nhận cái chết được báo trước của cha mình như thế nào? Tất cả đều sẽ có câu trả lời trong cốt truyện God of War Ragnarok. Đó là một điều được ấn định chắc chắn bởi vì Santa Monica Studio đã hơn một lần xác nhận đây chắc chắn là phần kết thúc. Chúng ta sẽ không có phần kế tiếp nào nữa để nối dài cốt truyện. Mọi thứ sẽ phải kết thúc và hoàn thành xong xuôi ngay trong phần God of War Ragnarok này. Đó chính là lý do tựa game God of War Ragnarok quá hấp dẫn với người hâm mộ. Tất cả câu trả lời phần trước cài cắm lại sẽ được giải đáp ngay trong phần game này. Vậy thì chúng ta sẽ nhảy vào cốt truyện ngay, không cần phải chần chờ thêm phút nào nữa nha. Cái lạnh đáng sợ của mùa đông. Kratos ngồi một mình bên đống lửa giữa một cái hang. Ông bần thần ngồi vót que gỗ làm mũi tên, nhưng tâm trí có lẽ đang lạc lối nơi nào. Dường như ông ta có quá nhiều suy nghĩ và quá nhiều thứ đầy xung đột bên trong. Atreus bước vào hang với con nai to trên vai. Cậu trai đã cao lớn hơn và dáng vẻ cũng uy dũng hơn, toát ra khí chất của một chiến binh. Kratos lẳng lặng đưa số mũi tên mình làm được cho con trai, rồi cả hai mang con nai lên xe kéo tuyết có hai con sói chờ sẵn để trở về nhà. Sau khi Baldr bị giết chết, thế giới bắt đầu chìm vào mùa đông bất tận gọi là Fimbul Winter. Cuộc sống ngày càng khó khăn hơn khi mùa đông làm mọi thứ cạn kiệt, không thể trồng trọt, thú rừng cũng hao mòn dần. Hai cha con Kratos đang cố gắng sinh tồn và lo sợ những ngày tới sẽ khổ sở hơn nữa. Bất ngờ, có một bóng người xuất hiện cản đường xe trượt tuyết. Dường như họ đã quen với tình huống này và nhận ra đó chính là Freya. Bóng ma báo thù luôn bám theo tìm cách giết Kratos mỗi khi cha con họ ra ngoài đi săn tìm thức ăn. Freya với khả năng hóa thú của mình liên tục bám đuổi tấn công xe trượt tuyết, trong khi Kratos chỉ cố xua bà ta đi chứ không thực sự muốn đánh trả. Do phải chiến đấu theo kiểu nhường nhịn nên Kratos đã trúng một kiếm của Freya suýt chết. Atreus phải dương cung cảnh báo rằng nếu tiếp tục quyết lấy mạng Kratos thì cậu sẽ bắn trả. Freya trong một lúc phân tâm đã bị Kratos đẩy ngã khỏi xe và hai cho con đào thoát an toàn. Họ trở về nhà phía bên trong kết giới bảo vệ mà Atreus dựng lên theo cách mà mẹ mình làm năm xưa. Nhờ kết giới này mà hai cha con đã lẩn trốn yên ổn khỏi mọi hiểm họa trong nhiều năm nay. Họ chỉ bị lộ mỗi khi ra ngoài đi săn lấy thức ăn mà thôi. Atreus đã tự mình làm mọi thứ như tháo sói khỏi xe, vác con nai mang đi khiến cho Kratos chợt nhận ra con trai ông đang dần tự lo được cho mình. Con sói già của gia đình là Fenrir đang bị bệnh nặng. Atreus cố cho nó ăn ít thịt nai mới săn, nhưng dường như nó đã quá già và yếu, không có ăn được nữa. Kratos nói với con trai rằng đã đến lúc Fenrir ra đi. Atreus ngồi lặng lẽ ôm con sói già đang thở yếu dần. Kratos nhận thấy một luồng sáng nhỏ thoát khỏi Fenrir và bay đi. Cái chết của Fenrir khiến cho Kratos tiếp tục bối rối. Ông không biết phản ứng như thế nào. Cuối cùng Kratos đã chọn cách gọi Atreus đi luyện tập tiếp như mọi ngày. Tuy nhiên cậu bé tức giận vì nhiều năm nay họ chỉ toàn quanh quẩn ở nhà, vùi đầu và tập luyện đủ thứ. Cậu đã quá chán cuộc sống trốn chui trốn nhủi và muốn bước ra bên ngoài đối mặt với thế giới. Trên hết là Atreus muốn có đáp án cho những câu hỏi trong lời tiên tri, chứ không phải trốn một xương trong cái chòi rách này. Kratos luôn nói rằng Atreus vẫn chưa đủ mạnh để có thể tự sinh tồn, và họ cũng không nên đi gây hấn với chư thần chỉ vì một lời tiên tri. Hai người họ không có cửa thắng với đội ngũ thần quá mạnh của Odin. Không thể tranh cãi tiếp với Kratos, Atreus chỉ xin một thời gian để chôn cất Fenrir. Kratos không nói gì, chỉ đi vào trong nhà gặp Mimir, thông báo cái chết của Fenrir, rồi ngã lưng chợp mắt. Trong cơn mơ, ông gặp lại vợ là Faye trong cuộc truy tìm và thuần hóa một con sói, đó có thể là Fenrir. Rõ ràng, những lời Atreus nói về ý muốn thực sự của Faye khiến Kratos trở nên khó xử. Chính ông cũng không có câu trả lời về ý đồ của vợ mình khi đưa hai cha con vào mớ rắc rối từ đầu. Faye có thể tiên tri nên đã biết mọi thứ sẽ diễn ra, nhưng việc bà đẩy hai cha con vào cuộc phiêu lưu đó với mục đích gì thì vẫn chưa rõ. Nó dẫn đến việc Kratos cũng nghi ngờ cả quyết định rút về ẩn náu của mình liệu có đúng hay không. Mặc dù ông luôn khẳng định với cả Atreus lẫn hình bóng của Faye rằng mình không trốn chạy mà chỉ rút lui để chuẩn bị. Nhưng vì Faye hỏi về điều đó trong giấc mơ đã cho thấy Kratos cũng đang khó xử về điều này. Kratos tỉnh dậy
nhìn sang chỗ Atreus nằm và không thấy con trai đâu. Mimir cũng nói rằng không thấy Atreus trở về. Chung các Fenrir không thể lâu đến như vậy. E là có chuyện chẳng lành. Kratos liền mang theo cái đầu của Mimir, rồi lần theo dấu vết Atreus để lại lúc đi chung Fenrir, để xem việc gì xảy ra. Họ phát hiện ở khu vực phía sau vách đá gần nhà có một số cây yểm phép phong tỏa đã bị xô ngã. Gần đó là một xác con gấu bị giết bởi một con gấu khá to hơn nhiều. Chính vì phong ấn bảo vệ khu vực nhà đã bị hỏng, nên đám sơn tặc cũng theo đó tràn vào bên trong. Kratos phải vượt qua bọn này và lần theo dấu máu để lại với hy vọng Atreus không phải bị con gấu khổng lồ kia mang đi. Họ bắt kịp con vật và nó lao vào tấn công Kratos. Con gấu này cao to bất thường và có sức mạnh rất kinh khủng, vượt khỏi loài gấu thông thường, khiến Kratos khá vất vả để trấn áp nó. Sau khi hạ gục được nó, thì bất ngờ con gấu biến đổi ngược lại trở thành Atreus. Kratos khá hốt hoảng vì như thường lệ ông giết mọi thứ xâm phạm đến mình, suýt nữa thì đánh chết hẳn thằng con trai. Cũng may nó biến đổi kịp và còn sống nhưng cũng bị thương khá khá. Atreus tỉnh lại, nói rằng mình chỉ nhớ sau khi chôn Fenrir thì cảm xúc trở nên vô cùng hỗn loạn. Đúng lúc đó một con gấu lao ra tấn công và cậu ta chỉ nhớ mình cũng có đánh trả lại con gấu. Kratos nói rằng Atreus có năng lực biến hình, nhưng chỉ mỗi khi cảm xúc lấn át tâm trí, nó khiến cậu ta không thể kiểm soát được hành động. Đó là lý do cậu phải tiếp tục tập luyện để kiềm chế được năng lực của mình rồi từ đó điều khiển nó. Atreus thì cứ nằng nặc, đòi phải bước ra ngoài đi tìm câu trả lời thay vì cứ trốn mãi trong nhà ngày ngày chỉ có luyện tập. Kratos nhất quyết không chịu. Ông thừa biết rằng Atreus vẫn không đủ mạnh để đối mặt với hiểm nguy. Cậu ta vẫn còn quá yếu. Nhưng ông không thể nào nói cho Atreus hiểu được, vì thằng bé luôn nghĩ mọi thứ rất đơn giản và cho rằng mình sẽ chiến thắng được mọi hiểm nguy. Kratos quyết định rằng cả hai phải trở về, nhanh chóng sửa lại kết giới phong tỏa trước khi có thêm ai đó mò tới tìm. Hai cha con quay về khu đất nhà mình. Atreus dùng phép áp lên cây mới thay thế số bị ngã đổ, rồi họ tiêu diệt nốt những tên sơn tặc lọt được vào bên trong. Kẻ thù tìm đến ngay trước cửa. Trở về nhà, hai cha con mệt nhoài bắt đầu gác vũ khí rồi ngã người ra ngủ. Bất thình lình một tiếng sấm vang động phát ra ngay trước cửa. Kratos cùng Atreus lấy vũ khí rồi chuẩn bị cất giấu những thứ quan trọng, kể cả cái đầu của Mimir, trước khi ra mở cửa đón khách lạ. Trước mặt Kratos là một gã râu sòm bụng bự cao lớn, tay cầm một bình rượu. Hắn lịch sự bắt chuyện rồi đòi vào nhà ngồi chơi. Kratos thấy gã này vốn không phải tầm thường, lại đeo một cái búa trông khá xịn bên hông, nên tốt nhất không nên gây hấn ẩu. Có lẽ những rắc rối từ vụ gây hấn của Balder vẫn còn khiến ông cảnh giác. Gã đàn ông có râu tóc đỏ này là Thor. Hắn vào nhà một cách điềm đạm, trong khi Kratos vẫn lăm lăm vũ khí trên tay đề phòng. Gã lạ mặt ngồi xuống chào hỏi và nói vài câu xã giao, trong khi mở chai rượu rót ra cốc. Cuộc trò chuyện có vẻ làm tình hình lắng xuống, nên Thor ra tín hiệu cho nhân vật chính đến. Atreus ra mở cửa, thì đó là một ông lão dáng người cao, gầy, đeo băng bịt một bên mắt. Đó chính là Odin. Có vẻ sự cố vỡ vòng phong ấn đã ngay lập tức bị Odin biết được và tìm tới dễ dàng. Lão ta tỏ ra khá tự tin và quyền lực khi khiến Thor nhất nhất phục tùng. Đã vậy, còn lấy cả hai ly rượu uống tự nhiên như của mình. Odin đưa ra một thỏa thuận rằng nhà Kratos hãy thôi can dự vào công việc của ông ta, nhất là Atreus, ngưng ngay việc tìm kiếm thông tin về Tyr. Đổi lại, người Asgard sẽ không đụng đến hai cha con nhà họ. Thậm chí Odin có thể dàn xếp để Freya từ bỏ việc truy sát Kratos. Ông ta cũng tặng luôn Mimir cho Kratos, coi như quà khuyến mãi, vì ông biết rõ họ đang giữ cái đầu của Mimir. Kratos mặc dù rất bực mình vì biết Atreus đã lén ra ngoài điều tra về Tyr một mình, nhưng cũng suy tính rất kỹ lưỡng. Thor xuất hiện như một hậu vệ và dẫn Odin ra mặt, cho thấy họ làm việc có suy tính kỹ càng. Odin tỏ ra là một kẻ thông minh, đầy quyền năng và rất biết cách ra giá. Điều này khiến Kratos cảm thấy bị đe dọa, nhưng đồng thời cũng cảm thấy đối thủ đang coi thường mình. Với tính cách cố hữu, Kratos từ chối thỏa thuận. Thor lập tức mở giao tranh khi tung chiếc búa Mjolnir để Kratos văng ra cánh đồng băng xa bên ngoài khu nhà. Thor nói rằng Kratos đã giết chết Modi, là con trai của hắn ta. Người Asir có truyền thống nợ máu, tức là gia đình người bị giết có quyền truy sát gia tộc kẻ đã sát hại người thân của mình để trả thù. Thor gần như chỉ muốn chơi đùa khi vật Kratos để nhử ông ta đánh hết sức. Cuộc chiến của họ đã tạo ra một luồng sét bị đông cứng ngay trên mặt đất. Tuy nhiên, khi Kratos bắt đầu nổi điên chém một nhát trúng bụng Thor, thì gã to con bất ngờ dừng cuộc chiến một cách hả hê. Hắn bảo rằng coi như nợ máu đã trả xong và bay đi mất. Đúng lúc này, hai gã thợ rèn Brock và Sindri chạy đến. Họ nói rằng sẽ giúp Kratos có một nơi trú ẩn tạm, vì nhà của ông giờ đã bị lộ vị trí, không sớm thì muộn Freya cũng sẽ tìm đến.
Kratos nhanh chóng chạy về nhà vì Atreus kẹt lại đó với Odin trong một thời gian khá lâu. Atreus vẫn còn ở trong nhà và nói rằng Odin đã trao đổi vài thứ với mình trong thời gian Thor cầm chân Kratos. Ông ta còn để lại ít tiền đền cái mái nhà bị Thor làm thủng. Mimir thì nói rằng ông không biết cuộc trò chuyện có nội dung gì vì lúc đó Odin kéo Atreus ra bên ngoài mới bắt đầu trao đổi. Kratos thông báo quyết định rời đi. Họ sẽ phải gom những gì quý giá để mang theo, tạm thời rời bỏ ngôi nhà này lần nữa. Cả hai lại bắt đầu rơi vào cãi vã khi Atreus cho rằng đây là lúc họ phải đi tìm câu trả lời vì Thor và Odin đã đến gõ cửa. Trong khi đó, Kratos vẫn cực lực phản đối việc đi gây hấn với Odin trong tình trạng phe ta quá yếu như vậy. Chưa kể đến việc Atreus đã lén đi ra ngoài tìm tung tích của Tyr bao lâu nay. Atreus thì năn nỉ Kratos hãy tin mình lần nữa. Cậu ta dẫn Kratos đến một ngôi đền của người khổng lồ còn sót lại ở Midgard, cho thấy phần cất giấu chỉ có người khổng lồ mới mở được. Trong đó là lời tiên tri về diễn biến Ragnarok với Tyr là lãnh đạo đội quân chống lại Odin, cùng các chi tiết diễn biến khác như hai con sói, Skorn và Hati dừng đuổi theo mặt trăng vì ai đó đã đánh cắp mất mặt trăng. Sau đó, Atreus còn chỉ cho Kratos thấy một hình vẽ tiên tri cho thấy Tyr đang bị cầm tù ở một nơi được gợi ý rằng có khói đen và mặt đất phun lửa. Cậu bé cũng vô tình để lộ rằng Sindri đã âm thầm giúp mình khám phá những điều đó. Mimir thì suy luận rằng nghĩ ý trên có thể là Muspelheim, nhưng Odin không có quyền lực gì ở thế giới thượng cổ đó, nên việc đặt một phòng giam ở đó là không thể. Vì vậy, chỉ còn một nơi khá phù hợp là một hầm mỏ nào đó ở thế giới người lùn Svartalheim. Việc di chuyển giữa các thế giới trong đền của Tyr đã bị phá hủy nên không sử dụng được nữa. Nhưng Atreus nói rằng Sindri đang thử một vài cách khác. Mọi người quay về căn nhà cũ nơi Sindri chờ sẵn. Ông ta dẫn cha con Kratos đến một cánh cổng phép mới và dùng một viên ngọc để kích hoạt. Nó đóng vai trò là một cổng dịch chuyển nhỏ đủ cho người đi qua. Theo cha Sindri, họ đến thế giới nằm giữa các thế giới trên thân của cây thần Yggdrasil. Brock và Sindri đã xây một ngôi nhà ngay trên cành cây để làm nơi ẩn náu tránh khỏi tay mắt Odin. Kratos rất tức giận với Sindri vì đã lén giúp Atreus đi ra ngoài theo đuổi lời tiên tri sau lưng ông ta. Sau khi dọa cho Sindri vỡ mật, thì Kratos cũng phải xuôi theo hướng của Atreus và quyết định đi theo giúp cậu ta thay vì cấm đoán. Sindri nói rằng mình đã tìm ra cách dịch chuyển xuyên các cõi bằng cách tạo ra một cái cửa gọi là Mystic Gate. Nó là một cửa gỗ dựng vội với ít đá, nhưng nếu dùng một viên ngọc làm chìa khóa và hạt của cây Yggdrasil để khai mở các cõi, thì sẽ có thể tạm thời thay thế cây cầu Bifrost. Gã thợ rèn người lùn cũng cung cấp thông tin về một đầu mối tên là Durlin sẽ giúp cho Atreus tìm được khu mỏ có khả năng đang giam cầm Tyr. Vì Svartalheim là thế giới người lùn, là chủng tộc chuyên đào khoáng và rèn đúc nên có vô số mỏ bên dưới lòng đất. Không phải người hiểu biết thì không biết đâu là đâu cả. Cuộc truy tìm một người chết. Kratos cùng Atreus đến được thị trấn của người lùn ở Svartalheim. Nhưng các cư dân ở đây tỏ ra sợ hãi, không ngừng xua đuổi hai người. Sau cuộc nổi dậy thất bại mà Tyr và Fae lãnh đạo năm xưa, có vẻ Odin đã thẳng tay đàn áp khiến tộc người lùn cực kỳ sợ hãi. Durlin không có mặt ở quán bar như Sindri mô tả. Nhưng người chủ quán đã hướng dẫn cách đi đến vào phòng riêng của ông ta bằng cách bơi xuồng qua hồ nước rộng lớn. Hai cha con lại lần mò bơi xuồng đi tìm văn phòng của Durlin. Ông ta vốn là một thủ lĩnh, từng đi theo cuộc nổi dậy và giờ đang là một thương nhân buôn bán các sản phẩm cơ khí của người lùn. Durlin có mặt trong văn phòng, nhưng không ngừng trách Tyr và Fae đã lãnh đạo thất bại khiến tộc người lùn bị trừng phạt nặng nề. Ông ta chỉ dừng lại sau khi biết Fae đã chết, còn Tyr vốn bị xem như đã chết, nhưng nay lại có thông tin là bị giam ở hầm mỏ nào đó. Durlin tỏ ra sợ hãi việc giúp người khác nhưng đi ngược lại với lợi ích của Odin, nên đã đuổi cổ hai cha con ra ngoài kèm theo một tờ giấy phạt vì đã làm thiệt hại văn phòng của ông ta. Atreus thất vọng đi ra ngoài, nhưng sau đó phát hiện ra tờ giấy phạt thực ra là một tấm bản đồ có đánh dấu vị trí một căn hầm. Họ hiểu rằng Durlin chỉ giả vờ nổi giận để che mắt tai vách mạch rừng, chứ thực sự vẫn đang giúp đỡ âm thầm. Kratos lại giúp Atreus tiến vào khu hầm mỏ được đánh dấu. Mọi việc trở nên đáng ngờ khi trên đường họ chỉ gặp phải quái vật. Nhưng sau một số đường cục, họ phát hiện một lối bị canh giữ bởi các chiến binh Inheria. Đây là đội quân của Odin, nhưng theo truyền thuyết, họ chỉ hoạt động khi Ragnarok diễn ra. Rõ ràng Odin đã tìm được cách nào đó kích hoạt đội quân này trước thời hạn. Việc Odin cho quân canh giữ một cái mỏ bỏ hoang lại càng khiến Atreus tin rằng Tyr đang ở đây. Họ cũng tìm được Tyr đang bị nhốt trong một căn phòng hẹp và cổ bị buộc một sợi dây phép. Tuy nhiên, mọi thứ nằm ngoài dự kiến của Atreus khi Tyr sau hàng chục năm bị giam cầm và tra tấn tinh thần
nay đã trở thành một kẻ vô cùng yếu đuối và sợ hãi mọi thứ. Ông ta lầm tưởng cha con Kratos lại là một ảo ảnh tra tấn khác nên bỏ chạy. Atreus đành phải đuổi theo, còn Kratos phải vất vả xua bớt đám Inheria bị báo động kéo đến ngày càng đông. Sau khi trấn tĩnh lại Jaehaerys, ông ta nói rằng mình giờ không còn là thằng chiến tranh nữa và đã thề từ bỏ bạo lực. Ông cũng từ chối cầm ngọn giáo mà Atreus nhặt trong mỏ đưa cho để tự vệ. Hai cha con Atreus đành phải bảo vệ Tyr và hộ tống ông ta ra khỏi khu mỏ rồi đưa trở về nhà của Sindri. Trên đường đi, Tyr đã tỏ ra giữ đúng lời thề. Mỗi khi gặp quái, ông ta liền chạy tìm chỗ nấp để cho con Kratos xử lý. Họ trốn thoát thành công về ngôi nhà. Atreus định bàn bước đi tiếp theo, nhưng Kratos ngăn lại và bảo hãy ngủ một giấc, sáng ra tỉnh táo hãy nói chuyện tiếp. Bên trong nhà, Brock giúp Tyr đục bỏ cái gông sắt còn dính trên cổ để ông ta thoát hoàn toàn khỏi xiềng xích. Kratos và Atreus có phòng riêng nên ông để con trai tự do đi làm việc riêng trong nhà, còn mình thì cùng Mimir đóng cửa đi ngủ. Mimir vẫn cố thuyết phục Kratos hãy nới lỏng kiểm soát với Atreus một chút. Bọn trẻ luôn tràn đầy năng lượng, vì vậy sẽ cần phải mắc một số sai lầm cần thiết để trưởng thành. Như Tyr là một sai lầm khi kết quả đạt được gần như bằng không. Tyr gần như bị nhục chí hoàn toàn, không thể giúp gì về võ lực khiến sức chiến đấu giờ đây chỉ còn có dựa vào cha con Kratos mà thôi. Kratos thì không muốn dễ dãi với Atreus vì sợ cậu ta mắc sai lầm lớn mà nguy tới tính mạng. Khát vọng tuổi trẻ và sự lạc lối. Atreus nấp bên ngoài phòng của Kratos để nghe lén nhưng bị Sindri phát hiện. Cậu thuyết phục Sindri giúp mình trốn ra ngoài lần nữa. Lần này cậu sẽ đi tìm Freya. Atreus cảm thấy rất thất vọng khi Tyr không còn tác dụng trong cuộc chiến chống lại Odin nữa, vì vậy cậu phải tìm một người khác thay thế Tyr giữ chức thống lĩnh đội quân này. Mặc dù luôn miệng khẳng định cậu không muốn kích hoạt chiến tranh mà chỉ muốn tìm câu trả lời cho cuộc đời mình và lời tiên tri của mẹ, nhưng hầu như ai cũng biết đó là lời nói dối quá vụn về. Atreus, với bộ nhiệt huyết của tuổi trẻ, đang có giấc mơ trở thành một kiểu anh hùng chính nghĩa, người sẽ thúc đẩy sự phản kháng của những kẻ bị áp bức chống lại Odin. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân mà bất cứ đứa trẻ mới lớn nào cũng từng mơ ước. Sindri phát hoảng vì ý đồ đi tự sát đó của Atreus, nên ông ta đề nghị một kế hoạch khác, đó là đi tìm con rắn Jormungand để hỏi về gợi ý tiếp theo. Sau khi phim Bowinter bắt đầu, thì con rắn thần này cũng mất tích, nhưng Sindri nói rằng ông ta có cách tìm ra nó. Sindri dẫn Atreus quay về đền thờ trinh hồn của Tyr ở Midgard. Trên đường đi, Sindri cũng thổ lộ một bí mật quan trọng của mình. Brock thực sự đã chết trong một tai nạn nổ lò rèn. Sindri đã tìm đến giếng linh hồn, thu thập lại 3 trong 4 phần hồn mang về hồi sinh cho người anh em của mình. Ông ta nói dối với Brock rằng hắn ta chỉ bị bất tỉnh mà thôi. Brock không hề biết mình đang sống chỉ với 3 phần hồn trong người. Sindri đã tước đi quyền quyết định sống chết của người anh em vì ông ta không muốn phải sống một mình. Brock là người thân cuối cùng trong gia đình của Sindri, một người không thể mất đi được. Hai người trèo lên một mỏm đá cao ven hồ. Sindri bảo Atreus hãy dùng tiếng của rắn để gọi Jormungand. Rắn thần thực sự đã tỉnh dậy và vượt khỏi lớp băng ra gặp cậu bé. Tuy nhiên câu trả lời gọn lõn với hai từ Ironwood khiến cho Atreus không hiểu và coi chuyến đi này là một thất bại. Cậu ta đành quay lại với giải pháp đi tìm Freya bất chấp sự phản đối của Sindri. Không thể thuyết phục được Atreus từ bỏ ý định, Sindri đành phải dẫn cậu đến nơi mà ông ta biết Freya đang cắm trại. Sindri ở lại dưới chân núi để Atreus trèo lên trên nói chuyện riêng với kẻ thù nguy hiểm này. Atreus cố giấu sợi dây chuyền là đầu mũi tên tầm gửi để dễ nói chuyện với Freya. Nhưng khi bị phép nhánh cây của bà ta trói lại thì nó lộ ra. Khi Freya giật lấy sợi dây chuyền thì Atreus gợi lại thủ phạm thực sự khiến Bor được chết là Odin và nói rằng Freya nên tìm Odin tính sổ mới đúng. Atreus đưa Freya đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi nói rằng Odin sẽ sống vì ông ta đã dẹp yên được Ragnarok thành công. Tộc người khổng lồ đã biến mất khỏi Jotunheim khi cha con Atreus đến đây. Lời tiên tri đã bị chặn đứng. Nhưng mặt khác, Atreus cũng được nhắc trong lời tiên tri với cái tên Loki và đóng một vai trò nào đó trong việc tiêu diệt Odin. Tyr vẫn còn sống và cũng được giải cứu. Đây là lúc họ tập trung sức mạnh để gây dựng quân đội chung. Freya nghe xong, liền dùng phép điều khiển nhánh cây ném Atreus ra khỏi nơi cắm trại, rồi dựng tường cây gai bít lối vào để không phải nói chuyện với Atreus nữa. Cậu trai trẻ thất vọng trở về mà không hiểu rằng Freya có vẻ muốn ở một mình để soạn ra một kế hoạch riêng nên mới tạm xua đuổi mình. Atreus quay về với Sindri, rồi họ cùng nhau trở về ngôi nhà trên cây trước khi bị phát hiện. Mọi dự định của Atreus có vẻ đều vào ngõ cụt. Liệu cậu trai trẻ này sẽ xoay sở ra sao khi vẫn muốn kích hoạt Ragnarok bất chấp sự ngăn cản của Odin lẫn sự phản đối của những người thân bên cạnh? Hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện God of War Ragnarok để xem mọi thứ diễn biến ra sao nhé.